Trấn Thành bật khóc, chia sẻ việc từng xin được vào nhạc viện. Trong chương trình của Thu Minh, Trấn Thành không ngại chia sẻ nhiều câu chuyện mà trước nay anh ít thổ lộ công khai trước công chúng. Thu Minh và Trấn Thành nhiều năm qua vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên liên lạc. Trong những dự án Trấn Thành thực hiện, Thu Minh đều hết mình ủng hộ. Và ngược lại, Trấn Thành cũng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với hướng đi trong nghệ thuật của đàn chị. Sau khi Thu Minh về nước, cứ bắt tay vào thực hiện các dự án cá nhân. Trong đó, tại một chương trình mà Thu Minh đảm nhận vai trò là người dẫn dắt, trò chuyện cùng các khách mời, nữ ca sĩ mời Trấn Thành tham gia. Trong đoạn clip được nữ nghệ sĩ chia sẻ, Trấn Thành đã sắp xếp thời gian đến trò chuyện, tâm tình cùng đàn chị. Dịp này, anh bất ngờ bày tỏ sự tiếc nuối về việc xuyên được vào nhạc viện. Dù không hé lộ lý do vì sao cuối cùng anh không được vào ngôi trường mình yêu thích, nhưng cho đến hiện tại, với việc chuyển hướng sang làm MC, diễn viên, Trấn Thành đã gặt hái được những thành công nhất định. Không dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ với Thu Minh: "Em còn nhiều chuyện để nói lắm, khóc chẳng hạn." Sau đó, anh bất ngờ rơi nước mắt trên chương trình khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Cách đây không bao lâu, Trấn Thành liên tục vấp phải những tranh luận vì anh liên tục khóc khi dẫn dắt các game show. Sau đó, nam MC lên tiếng giải thích rằng đó là cảm xúc tự nhiên, nhiều khi anh cố kiềm chế cảm xúc nhưng không được. Ở các chương trình gần đây mà Trấn Thành cầm trịch như Rap Việt, Người Ấy Là Ai, nam MC được khán giả dành nhiều cảm tình vì có sự tiết chế hơn so với trước đây. Thời gian qua, Trấn Thành cũng thay đổi phong cách cá nhân, anh thay đổi kiểu tóc, để dầu và hướng đến hình ảnh quý ông chững chạc hơn. Trên trang cá nhân, nam MC cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc. Mới đây, anh đứng ra tổ chức sinh nhật cho bà xã Harry Won và gửi lời chúc tốt đẹp đến với cô. Trước một số bình luận ác ý từ phía anti-fan, Trấn Thành im lặng, không đáp trả. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Chu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!